Hi, xin chào tất cả các bạn đang xem kênh YouTube của Jamie Ploy. Ngày hôm nay thì mình sẽ làm video để hướng dẫn các bạn cách đọc 44 chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Thái nhé. Có cải, khó khải, khó khuột, khó khoai, khó khôn, khó rắc khăng, ngò ngu, cho chan, chó xinh, chó sáng, xò xô, xò xơ, đo dĩnh, đo xà đà, to bà tạc, thỏ thản, thò môn thô, thò phu thao, no nền, đo đẹp, to tàu, thỏ thủng, thò thả hản, thò thông, nó nủ, bò bay mái, bò pla, phỏ phưng, phỏ phá, phò phàn, phò phân, phò sẩm phào, mò má, yò yắc, rò rửa, lò linh, vò vẹn, สอศาลาสอฤาษีสอเสือหอหีบลอจุฬาออ่างหอนกฮูก Nội dung bảng chữ cái rất là quan trọng trong quá trình tập đọc và viết. Thế nên là các bạn nào mà có thời gian thì đừng quên tập đọc và tập viết thường xuyên để chúng ta có thể học được dễ dàng hơn. Nếu như bạn thích video clip này thì đừng quên like và subscribe để ủng hộ cho kênh YouTube của Jamie Ploy để chúng ta cũng có thể cập nhật những video học tiếng Thái. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo. Bye bye!